Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia. Đây là trận đấu thuộc giải King Cup. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20:30 ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Thái Lan sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì Thái Lan sẽ là những người đứng dắt cửa trên ở trận đấu này và sẽ chấp độ khách Malaysia với mức kèo là 0.75. Mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0.5. Mức tài xỉu trận này là 2.75, 3 trái và 2.5 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nhé. 5 lần gặp nhau gần đây nhất của đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Thái Lan hòa 2 và thua 3 trước Malaysia. 5 trận thi đấu gần nhất của Thái Lan, Thái Lan thắng 3 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Malaysia, Malaysia thắng 4 và thua 1. Và trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cửa đội chủ nhà Thái Lan chấp 0.75 hoặc là 0.5. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở thời hiện tại thì Thái Lan đang được đánh giá là nhỉnh hơn Malaysia cũng khá là nhiều. Thứ hai là trận đấu này, đội tuyển Thái Lan có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì mặc dù là cái phong độ và thành tích đối đầu của Thái Lan trước đây không bằng được như Malaysia, tuy nhiên thì đó là câu chuyện của quá khứ rồi. Ở thời hiện tại thì Thái Lan đang có lực lượng rất hùng hậu và bao gồm những cầu thủ thi đấu ở khắp mọi nơi ở nước ngoài về đá ở giải này. Và một cái đặc biệt nữa ở mùa giải năm nay đó là cái giải đấu King Cup này của Thái Lan thì được FIFA cộng điểm cũng khá là nhiều, cho nên là mình dự đoán là trận đấu này Thái Lan họ càng quyết tâm hơn để có chiến thắng trước Malaysia. Và với cái mức kèo chỉ tầm một trái cho số thế này, chỉ cần mà Thái Lan mà thắng tối thiểu thôi thì chúng ta đã từ quầy kèo đã thắng kèo rồi. Tuy nhiên thì với đội hình tốt cộng với có điểm tựa sân nhà thì mình dự đoán là trận đấu này có thể là Thái Lan họ sẽ làm được điều nhiều hơn nữa, đó là thắng Malaysia với cái đặc biệt là từ 2 bàn trở lên. Trên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Thái Lan chấp dưới 1, mình nghĩ cũng sẽ khá là an toàn cho các bạn. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.75, 3 trái và 2.5. Thì Malaysia là đội bóng có thực lực và những lần mà chạm trán với Thái Lan á thì hầu như là Malaysia họ cũng rất có duyên ghi bàn. Dự đoán trận đấu này cũng không loại trừ là Malaysia có bàn thắng nữa. Có thể trận đấu này kết thúc 9 phút sẽ có từ 3 bàn trở lên. Dự đoán sẽ có tỷ số là 2-1 hoặc là 3-1 nghiêng về cho Thái Lan hoặc là một quả cao hơn nữa. Bạn nào tin tưởng mình nó ưu tiên đặt cửa tài 2.75 trong này. Còn nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của Thái Lan, các bạn ưu tiên đặt cửa tài không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là 1 trái. Vì đó hiệp 1 với thế sân nhà thì Thái Lan sẽ có bàn thắng dẫn trước, thậm chí là 2 bàn. Hiệp 1 các bạn chọn cửa Thái Lan chấp 0.25 và đã tài 2.1 thì vào nha, có thể là đá nhẹ cái tài 1 cũng được. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn cửa Thái Lan và đá tài 2.1 cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.